Ok. Xếp vào đây nhá. Mi ra đây xếp với ba nào. Mi vào đây. Có những miếng ghép. Wow, có những miếng ghép to đấy. Mi lấy đồ đi để xếp nào con. Wow, to nhá. Đây, con ghép lên đây đi. Đi ra chỗ này cho nó gần này. Đây này, đi bước vào đây con. Đi bước vào đây. Đây. Đem lên nào. Cứu à, cứu này. Xếp lên nào, bây giờ xếp chúng mình xếp lên cao nhá. Đây, xếp màu đen vào. Ok, đi xếp vào. Xếp vào đâu. Ok. Good good. Quá vui nhỉ. Tối chẳng còn đi ngủ chẳng khóc gì luôn nhỉ. Đi ngủ đi chẳng khóc gì. Con cũng thế luôn. Thế à? Con vui quá con chẳng khóc gì nào. Đó, con lấy cái xếp kia. Cái này là mình sẽ xếp cửa sổ sau. Con đi xếp vào đây cho bạn. Đó, đi lấy một cái cho bạn. Lấy màu xanh đi. Lấy màu xanh cho bạn. Lấy màu đen. Đây. Wow. Đi ra đây xếp với ba. Ừ. Ba con mình xếp. Nhỏ đây. Đây vào đây. Làm một cái tách trắng thôi. Xếp đi, xếp giống em, con xếp bên chỗ em. Đau quá đúng không? Đau. 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 Đau đau. Đây bà giúp nào. Đây cho bà. Con đứng sang bên chỗ chị. Đó. Con thấy bộ xây dựng ngôi nhà. Bây giờ chúng. Ồ, không. Đấy, mình xem lại chỗ này đi. Đổ không? Cẩn thận đừng đổ này. Bây giờ nào Lavi ra quyết định đi, mình sẽ làm những cái gì nào thì ba làm nào. Bây giờ con ra quyết định là làm một ngôi nhà mini. Ok nào, chúng mình làm ngôi nhà mini nhá. Ba đừng bỏ cái miếng nhỏ này lại nhá. Ba biết rồi. Đây là cửa sổ. Bây giờ lấy các màu nào nào con hai con nói nào để ba đi tìm màu cho. Đây chính là cửa sổ đúng không ba? Bây giờ phải lấy màu gì nhỉ? Trời xong rồi tôi đi sẽ ghép ở đâu? Đi vào cái đó. Màu đỏ à, đây để bạn lấy màu đỏ cho đi này. Ok. Màu đỏ này, đây. Căng thẳng là gì đó? Căng thẳng là lúc mà mình thấy không giải quyết được cái gì ấy. Rồi, đi xếp vào đi. Đi xếp vào đây này. Theo ba thì con xếp vào đây này. Vào đây chứ. Đó. Con cần làm một cái cửa. Con cần làm một cái trồng cây mà. À thế á. Wow, mình xếp màu đỏ vào đây à. Wow, sắp thành một ngôi nhà to rồi. Sao bây giờ mình xếp màu gì nữa con nhỉ? Xếp cái gì nữa? Đây cho để đồ. Đúng rồi, sáng tạo. Bây giờ lấy màu gì để bạn lấy nào? Bây giờ ba
Màu đen à? Đây, màu đen này. Màu đen này để làm cái gì đi nhỉ? À, làm nhà, tiếp tục làm nhà thôi. Xếp vào đâu? Đây à? À, để ta xem nào. Wow, sư này. Đây là một chậu hoa. À, chậu hoa. À, đây à? Ồ. Ba làm tất cả mọi việc là vì các con mà. Nào bây giờ lấy cái gì nữa để ba giúp nào. Đưa đây ba gỡ ra cho. À con xếp vào luôn đó hả? Chỗ này con để ngoài hiên. Này ba cho đi cái màu vàng đi xếp nè. Ê. Đi lấy đồ cho chị đi. Con để điện thoại ở đâu? Đây. Ừ. Xin chào các bạn đi. Xin chào các bạn, mình đang xem một môn nhạc. Đây là các miếng ghép cùng blue. Được không? Đây để bác ra bác giúp. Ok, tiếp tục. Nào Ni xếp ở bên của Ni đi Ni. Nhà của chuột à? Ừ, hợp lý đó. À, đây là nhà của chuột Hunter của con. Thế à? Chị ơi. Làm việc gì hả con? À cái đó. Đây để bác làm cho. Đây để bác giúp. Bác còn đẩy ghế đường được không mà? Cái này thì nào. Rồi bác xem nào. Nó phải khớp. Đấy, con làm được rồi đấy. Khớp rồi. Wow, sáng tạo thế nhỉ? Ni sáng tạo cái gì con? Cái này là để chậu hoa ở ngoài ban công. Ok, chậu hoa ngoài ban công hợp lý. Đúng rồi. Ni làm chậu hoa ngoài ban công đi. Đúng rồi. Đưa cho chị mình đấy. Con lấy miếng lẻ ở dưới ấy con. Màu đỏ ở dưới chân con ấy, màu xanh cũng được. Thôi như thế này được rồi. Đen. Đen. Thôi được rồi, như thế này được rồi Ni. Ơ, quần Ni đâu? Quần Ni, Ni bỏ thùng rác rồi. Thôi, Ni ơi. Thôi, thế à, tiếp tục vào đây làm tiếp ở bên trong nào, làm nội thất đi. Làm giường rồi làm bàn ghế học đi. Nhưng Ni ơi, con sẽ làm sao không? Em
Tony ra lấy xếp cho chị cùng chị con. Ghép vào lấy cái một cái này, ba đưa cho Ni ghép nhá. Ba đưa màu cam này, Ni ghép này. Bây giờ hiểu lại chọn màu của ba. Ừ. Đó, xếp vào. Chị chỉnh cho em. Chị chỉnh cho em cho nó hợp lý. Đây, ba cho Ni một cái màu xanh để Ni ghép nữa này. Này, màu trắng này Ni này. Ừ, màu trắng này. Rồi, Ni ghép ở đâu? Ghép ở đâu? Đây. Đấy à. Đây, ba cho Ni màu vàng này. Rồi, Ni ghép ở đâu? Đó à. Ba cho Ni màu xanh da trời này. Và màu xanh lá cây nữa này. Chỉ có một màu xanh thôi, chỉ mình gọi là xanh. Này, ba cho con màu cam này. Ni ơi, Ni xếp thấy không được đâu, để chị xếp cho. Đó. Đấy, nghiên cứu xem cần phải xếp cái gì nào. Các con nhìn xem cần thiếu cái gì. Thiếu cái giường này, cái bàn này, cái gì nữa. Cần đây. À, các bạn nhỏ ngửa mắt lên trời nhìn ba này. Yeah, giơ tay hai nào. Yeah, chào các bạn. Ba gửi ảnh đấy cho mẹ nha. Ừ. Rồi, đem bóng vào trong nhà đi. Ôi, không có cửa lối ra à con? Ừ. Con tìm cái gì? Bóng này, đây này, đây có rất là nhiều bóng này. Nó dưới chân con á. Rồi. Mm.